mới ra sau vườn mà mình hái được một mớ chuối nè. Còn cái bắp này chú non, để coi làm được món gì hen. Giờ mình sẽ cắt đầu, cắt đuôi, gọt ra, gọt vỏ xanh ra. Đã lột hết tụi nó ra như vậy, tụi nó sẽ tăng trụ như vậy. Bây giờ thấy lột. Nhìn mấy cái trái nhỏ này, nhìn cái trái nhỏ nhỏ này nhớ mình đặt nhà quá. Chút thiếu gì cũng chơi nữa mọi người. Trời, bằng ngón tay út mình luôn á trời. Chuối rồi thì cái mình nướng này đã, mọi người thấy chua nướng đã chưa? Wow. Còn này lát tính sao hả? Lửa siêu hầm ở dưới đây chuối cũng gần. Kính nhỏ mọi người. Tôi đi về trời nó cứng rồi mọi người. Cứng rồi nè. Đông. Ngày mai kiếm giùm em ít ít hành được không? Ai đua lẹ quá. Không á. Hành tươi. Hành tươi đua nó mạnh. Tôi nướng đã xong. Đấy. Bây giờ mình bẻ ra cho mọi người coi nhé. Mình có bàn tay à. Đấy. Khỏi bày nghi ngút nè. À, trời ơi. Lên. Mình ăn thử cho một toàn nghe. Ăn được đó. Không ăn không được đâu. Hơi nóng quá. Gì cũng làm được hả? Nói chung là ngon lắm không? Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ bỏ vào trong chè mình ăn cũng ngon hơn. Cầm nữa không? Cầm chén nữa chứ. Ừ, được rồi. Cái này là mình chế thôi nha. Con này, này phải có nước cốt. Ủa? Ăn thử nha. Của em đâu? Ngon. Không ăn chè hả? Dạ. Hơi nóng. Ngon nữa. Ngon lắm á mọi người ơi. Ngon. Ai làm ý giận à? Không cứ nướng đến đây là xong rồi mọi người. Ngon quá, ngon quá. À, ngon. Cái nào mình có mờ dầu hành nó không bỏ ngon nó mặn mặn nó. Người nhớ like share với subscribe kênh của mình nha. Subscribe. Nhận mọi người clip sau.